Thống kê ban đầu của công đoàn, hơn 240.000 công nhân dệt may, da dày, chế biến bổ thiếu việc làm dịp cuối năm do doanh nghiệp cắt giảm hoặc chờ đơn hàng. Ngày 11 tháng 11, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết thống kê trên chưa đầy đủ do tình trạng cắt giảm lao động, giờ làm đang diễn ra diện rộng, lao động thiếu việc chủ yếu trong doanh nghiệp dệt may, da dày, chế biến gỗ. Để giữ chân công nhân, nhiều nhà máy dùng hết phép năm nay và ứng phép năm 2023 để bù đắp. Lo ngại tình trạng thiếu việc diễn ra mạnh vào cuối năm, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đông đốc công đoàn cơ sở có giải pháp bảo vệ người lao động, tránh dẫn đến tranh chấp, ngừng việc tập thể. Lý giải nguyên nhân công nhân thiếu việc, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCC cho biết chịu ảnh hưởng từ tình hình thế giới, nhiều thị trường nước ngoài dự báo sức mua lớn, năng lực chi trả cao, nhưng đây không được như kỳ vọng dẫn đến doanh nghiệp thiếu hụt đơn hàng. Hiệp hội da dày túi sách Việt Nam thống kê trong quý 4, doanh nghiệp trong ngành giảm 30% đơn hàng, kim ngạch xuất khẩu giảm từ tháng 9, doanh nghiệp mất đơn hàng, hàng vạn lao động ở nhiều tỉnh, thành mất việc. Số lượng đơn hàng sụt giảm, chi phí nhiên liệu, vận chuyển tăng cao là những nguyên nhân cơ bản khiến cho rất nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm số lượng lớn lao động. Ngày 11 tháng 11, tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cho hay, Cơ quan này vừa thống nhất với công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang SA MHO phương án hỗ trợ cho khoảng 5.300 công nhân đã và sẽ bị mất việc làm từ đây tới cuối năm. Theo báo cáo của công ty SA-MHO, thời gian qua, số lượng đơn hàng sụt giảm. Ngoài ra nhãn hàng là đối tác của công ty đã ngừng đặt hàng đến cuối tháng 11 năm 2022 và công ty không còn sản xuất cho những nhãn hàng này. Từ những khó khăn đó, công ty đã có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh An Giang về kế hoạch thu hẹp sản xuất bố trí lại lao động để duy trì sản xuất, đồng thời đính kèm phương án sử dụng lao động của công ty. Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang cho biết, An Giang hỗ trợ cho tất cả đoàn viên, người lao động có tên trong danh sách các giảm hợp đồng của công ty SAMHO với mức hỗ trợ cho mỗi trường hợp 500.000 đồng từ nguồn kinh phí của công đoàn. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 200.000 đồng, công đoàn các khu công nghiệp 100.000 đồng và công đoàn cơ sở tại công ty hỗ trợ 200.000 đồng thời gian hỗ trợ sau khi công ty có thông báo danh sách chính thức số người lao động bị cắt giảm hợp đồng. Đại diện công ty SAMHO cho hay, đã thông báo công ty sẽ hỗ trợ mỗi công nhân bị cắt giảm hợp đồng là 2 triệu đồng, áp dụng cho người lao động có tên trong danh sách cắt giảm mà công ty đã công bố, bao gồm người lao động dưới 12 tháng đã thôi việc sau khi nhận được thông báo. Cũng giống như tại An Giang, nhiều tháng vừa qua, không ít doanh nghiệp tại Bình Dương đang hoạt động chỉ từ 30 đến 50% công suất, tính từ đầu năm đến nay. Trên địa bàn tỉnh có đến 28.000 lao động bị nghỉ việc không lương, 240.000 lao động bị giảm giờ làm. Hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh việc giải quyết các thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động, các đơn vị thuộc sở cũng đang thực hiện nhiều biện pháp để kết nối người lao động với những doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng. Bên cạnh đó tư vấn và hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động, kỳ vọng sang năm 2023 tình hình kinh tế sẽ có nhiều điểm sáng, tác động tích cực đến tình hình lao động việc làm doanh nghiệp có thêm đơn hàng tuyển thêm lao động. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày mùng 6 tháng 11 công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 51 doanh nghiệp gặp khó khăn khi bị giảm đơn hàng và có 6.000 công nhân bị ảnh hưởng nặng nề. Nguyên nhân do giá nguyên liệu, nhiên liệu, khí đốt tăng cao, trong khi mùa đông ở châu Âu đang bắt đầu, từ những nguyên nhân trên đã ảnh hưởng đến cuộc sống người dân các nước Mỹ, châu Âu, buộc họ phải cắt giảm chi tiêu, mua sắm vào dịp cuối năm nhóm đơn hàng bị ảnh hưởng nặng nhất tập trung vào các ngành hàng như nữ trang, thời trang cao cấp, quần áo, da dày có thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, gỗ. Mới đây nhất, hai công ty hoạt động trong lĩnh vực dệt may, giày da thông báo dự kiến cắt giảm hàng ngàn lao động. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ Hùng, phường An Lạc, quận Bình Tân, có tổng số 1.822 người lao động đã thông báo chấm dứt hợp đồng với 1.185 người lao động. Tiếp theo là công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Sam Ho, xã Trung An, huyện Củ Chi, có tổng số 8.733 người lao động dự kiến giảm hơn 1.400 công nhân, lý do được nêu ra là vì công ty thiếu đơn hàng, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.